Xin chào các bác nhà hàng, thì em vẫn hàng ngày đóng đi các tỉnh này. Hiện tại thì máy rửa bát cũng đã gần hết rồi các bạn. Năm nay máy rửa bát giờ này nhập về lại khá là khan. Còn mấy chiếc này thôi, 4 chiếc này và cái chiếc này thì em bán, 2 chiếc này bán khách đang gửi ở nhà. Đấy. Còn đây là những cái chiếc máy rửa bát em đóng đi này. Đóng thùng xốp rất cẩn thận, có nhân gửi đi tỉnh thoải mái yên tâm. 4 chiếc máy rửa bát đi trong ngày hôm nay. Này có kèm cả biến áp. Đấy. Rất là to nặng cùng. Và mua máy rửa bát thì các bác mua khá là nhiều. Hiện tại thì mới về cái lô hàng này đang phải dọn quá nhá, chưa dọn được, mấy là có mấy con không có hàng nhiều. Để các bác nào có nhu cầu các bác ủng hộ nhá, hàng cũng không còn nhiều đâu. Chào các bác.